Mà biết nhà vậy ba ở đâu không? Nghe nào, còn tới rồi. Con chưa tới nhưng mà con biết ở quận 7. Ngoại đi không? Đi gì? Hôm nào con ngoại đi. Thôi, mẹ đâu có nhìn nhận nó đâu mà nên nhận nó. Con quay ngoại cho dì ba coi á. Quay này chị, ba có thương gì ngoại mà quay. Sao ngoại biết gì đâu không thương? Nếu chị ba thương ngoại thì chị ba đã không làm những cái chuyện đó. Nếu mà chị ba có thương ngoại là chị ba còn nhớ đến ngoại như thế nào, đi thì ngoại bị đau khổ như thế nào chứ, chị ba đâu có thương ngoại.